nhiều quá vậy? Ôi trời ơi, ca sĩ thì đẹp nè, điệu nè. Rồi, hai ca sĩ con trai đứng đây chờ giúp nha. Rồi, mời ca sĩ cúi đầu chào ba mẹ và các cô chú coi. Giỏi quá. Con hãy cho biết con tên gì? Dạ lên. Đó, bạn trai đừng có ồn. Cũng nghe bạn gái nói. Con tên gì? Anh Lan. À, bạn Ánh Linh. Ánh Linh mấy tuổi? Em 4 tuổi. Đi học chưa? Em đi nhà. Đi rồi. Bây giờ, con học lớp mấy rồi? Con học giỏi không? Giỏi. Con biết làm toán không? Dạ. Yeah. Sao kỳ vậy? Học giỏi mà không biết làm toán hả? Vậy biết hát không? Dạ biết. Con sẽ hát bài gì? Bài hát em. Xin chào em. Yeah.
mà hát ồn quá ba mẹ đâu có nghe được, nghe chưa? Rồi mình đứng đi từ từ về chỗ nha, ngoan lắm. Rồi, ô, một ca sĩ cuối cùng, chào khán giả coi. 2, 3, chào. Có biết tiếng gì không đây? Báo tên gì? Tên gì? Tân. Biết hát không? Hát bài gì? Không biết anh. Tiếng là hát bài gì? Người đến từ Kiều Châu hả? Hay là Tây Du Ký? Tây Du Ký. Ồ, hát Tây Du Ký. Ngọt luôn. Biết hát không? Bây giờ xin mời quý vị và các bé chúng ta cùng theo dõi câu chuyện truyền thuyết 12 con giáp.